Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Hà Giang tổ chức dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ và an táng hải cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền bí thư tỉnh ủy kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân trên công trường đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng kết kỳ thi nâng ngạch công chức, thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thị trường hàng hóa Tết phong phú, giá cả ổn định. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, ngày mùng 1 tháng 2, tỉnh Hà Giang đã tổ chức dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên tỉnh ủy, viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên và truy điệu an táng 9 hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Tham dự các hoạt động có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Hồng Sơn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh và lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Tại khuôn viên Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang nghiêm trang trọng thể dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, biểu tượng người sáng về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, suốt đời cần kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một giàu đẹp, văn minh như Bác hằng mong muốn. Dâng hoa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang thành tâm nguyện cầu cho hương linh các liệt sĩ được siêu sinh, tịnh độ, yên giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng. Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, chung sức đồng lòng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đọc điếu văn trong lễ truy điệu 9 hải cốt liệt sĩ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam, trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, giờ đây đất nước ta đã được hòa bình, giữ vững độc lập, chủ quyền, biên giới quốc gia. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại Mặt trận Vị Xuyên, hàng ngàn chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã mưu trí dũng cảm, kiên cường chiến đấu với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao với tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đón các anh về, an nghỉ trong tình thương yêu vô hạn và sự chăm sóc tận tình, chu đáo của đồng chí, đồng bào và gia đình tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Hỡi anh linh các anh hùng liệt sĩ, các anh còn nằm lại trên giải đất biên cương Hà Giang, xin hãy hội tụ về đây ngôi nhà chung tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Với trách nhiệm và tình nghĩa sâu nặng, bằng sự thành kính và tri ân sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. Xin nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh, tịnh độ,
yên giấc ngàn thu, cõi vĩnh hằng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn khắc ghi công ơn và sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước, đoàn kết thống nhất một lòng, chung tay thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tiến hành nghi thức an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên về với đất mẹ với đồng đội. Những năm gần đây, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Giang nói chung, Ban chỉ đạo 515 Hà Giang nói riêng đã và đang chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và coi đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt của hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân. 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cất bốc đợt này vẫn đang được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị tiếp cận thông tin, tiến hành các bước điều tra, xác minh danh tính nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và mong mỏi của người dân, nhất là thân nhân các gia đình liệt sĩ. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Sắp Thìn năm 2024, chiều ngày 1 tháng 2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, thăm, động viên các đơn vị đang thi công đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Hà Giang là dự án giao thông nhóm A được Thủ tướng Chính phủ phân cấp giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phạm vi đầu tư thực hiện đoạn tuyến qua tỉnh Hà Giang có tổng chiều dài khoảng 27,48 km. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn gần 3.200 tỷ đồng. Đến nay, huyện Bắc Quang đã bàn giao mặt bằng được hơn 26,3 km. Tổng sản lượng của dự án đã thực hiện trên công trường ước đạt 241,7 tỷ đồng, đạt trên 10,4% giá trị hợp đồng. Tại đây, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục bám sát công trình, bố trí nhân lực, vật lực đầy đủ để đẩy nhanh tiến độ thi công trên tinh thần vượt nắng thắng mưa. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhà thầu trong thực hiện các hạng mục thi công trên công trường, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ, để góp phần vào việc đẩy nhanh tiến độ dự án thì vai trò của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ thi công là rất lớn. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí quyền Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc trên công trường. Anh em trong thời gian vừa qua cũng đã rất tích cực triển khai các công việc trên cái tuyến này. Trong thời gian tới thì cũng mong muốn là anh em tiếp tục là với tinh thần là vượt nắng, đúng không? Thắng mưa và thực hiện tốt ba cái nhất thôi. Thứ nhất là cái chất lượng nhất. Đầu tiên là chúng ta phải thi công là chất lượng nhất. Thứ hai là tiến độ nhanh nhất. Và thứ ba là an toàn nhất. Đấy, đấy là cái mà mong muốn là như vậy. Còn thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh, xin chúc anh em và gia đình đón năm mới, đón xuân Giáp Thìn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và năm mới thì tất cả anh em trên công trường cũng gia đình là có nhiều thành công mới. Xin chúc sức khỏe anh em. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân trên công trường. Đồng chí tin tưởng với sự nỗ lực hết mình của các nhà thầu, mỗi kỹ sư, công nhân sẽ góp phần để dự án hoàn thành đúng tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Ngày 31 tháng 1, đoàn công tác Công an tỉnh đã tổ chức tặng quà Tết cho hộ nghèo tại xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê. Phiêng Luông là xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn của huyện Bắc Mê với 100% là đồng bào dân tộc Mông, 85% là hộ nghèo, cận nghèo. Nhân dịp đón xuân Sắp Thìn, đoàn công tác của Công an tỉnh đã trao 100 suất quà với tổng giá trị 50 triệu đồng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng nhà tài trợ Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas gửi tới các hộ nghèo xã Phiêng Luông. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Công an tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, mọi người dân đều có Tết ấm no, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại buổi trao quà, lãnh đạo Công an tỉnh đã chia sẻ, động viên các hộ nghèo vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo Công an huyện Bắc Mê đã trao 4 suất quà cho các đồng chí công an viên thôn bản xã Phiêng Luông và 1 suất quà cho con nuôi
được Công an huyện Bắc Mê nhận nuôi dưỡng. Ngày 1 tháng 2, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Hà Giang và địa phương tổ chức chương trình trao quà Tết cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở xã Pải Lủng. Pải Lủng là địa phương núi đá tai mèo, ít đất canh tác và thời tiết lạnh giá mỗi khi mùa đông về, nên người dân gặp nhiều khó khăn trong lao động sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Bởi vậy, các bậc phụ huynh không có điều kiện sắm Tết đầy đủ cho con em mình. Hiểu và chia sẻ những khó khăn đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam tổ chức tặng quà Tết cho 801 em học sinh toàn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pải Lủng. Các phần quà gồm bánh kẹo, sữa, mỗi suất trị giá trên 300.000 đồng. Các phần quà gần 245 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa mà hàng năm Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và nhà tài trợ dành tặng cho trẻ em và người dân vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa như huyện Mèo Vạc. Sáng ngày 1 tháng 2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức thăm tặng quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Sắp Thìn năm 2024. Phát biểu tại buổi tặng quà, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, với tinh thần tương thân tương ái, bên cạnh việc tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang còn luôn chú trọng đến các chương trình an sinh xã hội nhằm chia sẻ động viên tinh thần và mang niềm vui khi Tết đến xuân về cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang mong rằng các bệnh nhân tại bệnh viện sẽ thêm ấm lòng với tình cảm của các doanh nghiệp, doanh nhân của Hà Giang. Tại đây, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi từng bệnh nhân và trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng thời động viên các bệnh nhân mau chóng hồi phục sức khỏe để trở về đón Tết vui vẻ, sum vầy cùng người thân. Chiều ngày 31 tháng 1 tại đồn biên phòng Bạch Đích, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Xuân Sắp Thìn năm 2024. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động như gói bánh chưng để tặng các hộ nghèo và tặng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bạch Đích, giao lưu văn hóa văn nghệ và tặng 800 suất quà, trong đó có 300 suất quà của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang và 500 suất quà của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Miền Tây cho các hộ nghèo của 4 xã biên giới Na Khê, Phú Lũng, Thăng Bố, Bạch Đích và các xã Đông Minh, Ngam La, Lũng Hổ, Mậu Duệ với tổng số tiền là 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đơn vị cũng đã trao nhiều phần quà cho cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Bạch Đích. Thông qua chương trình đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc chăm lo Tết cho người nghèo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Cái quà này chắc là để sắm đồ thức ăn để cùng các bà con để ăn Tết cho vui vẻ. Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm nay được huyện Yên Minh phối hợp tổ chức nhằm giúp người dân các xã biên giới trong huyện có cái Tết ấm áp, đầy đủ, vui tươi. Đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương, động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Với mong muốn chung tay kết nối yêu thương cùng nhau mang đến một mùa đông ấm áp cho trẻ em vùng cao, Câu lạc bộ Ngọn lửa tuổi 20 đã tổ chức chương trình Đông ấm cho em năm 2024 tại Liên trường, Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phi. Nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đồng thời góp một phần nhỏ bé giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hồ Thầu có một mùa đông ấm áp tràn ngập tình thương. Qua cái bữa cơm trưa ngày hôm nay thì mong muốn là gửi đến cho các em là nhìn thấy nhiệt huyết của sức trẻ để các em có thể cố gắng học tập nhiều hơn nữa để sau này giống như các anh chị tiếp tục lại mặc lên màu áo xanh của thanh niên để chúng mình đi thật là nhiều nơi và tiếp tục truyền cái ngọn lửa của thanh niên hơn nữa đến các em nhỏ. Với thông điệp sẻ chia, gửi chút hơi ấm cho vùng cao giá lạnh, các thành viên trong đoàn đã trao tặng 165 bữa cơm trưa cho các em học sinh, 360 suất quà cho học sinh, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Những món quà là tâm tư tình cảm của các bạn đoàn viên thanh niên câu lạc bộ Ngọn lửa tuổi 20 cùng các nhà hảo tâm quyên góp với mong muốn góp một phần nhỏ bé, san sẻ bớt những khó khăn vất vả với các thầy cô giáo và các em học sinh. Với sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn của câu lạc bộ thì hy vọng là những hoạt động thiết thực trong chiến dịch tình nguyện đông ấm của câu lạc bộ lần này
sẽ không chỉ là giúp đỡ về mặt vật chất cho bà con Hoàng Su Phi cũng như các bạn học sinh, mà hơn thế nữa là còn có thể để lại những ấn tượng tốt đẹp của bà con, của các thầy cô giáo. Chiến dịch mang mùa đông ấm áp của đoàn thanh niên đến với đồng bào và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời góp phần chia sẻ động viên đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành những người có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành huyện vùng cao Mèo Vạc tích cực triển khai với nhiều hình thức để các gia đình được đón Tết trong không khí đầm ấm, đủ đầy. Theo kế hoạch, hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, huyện Mèo Vạc và đại diện các ban ngành đoàn thể trong huyện thành lập các đoàn đi thăm và tặng quà cho người nghèo, người có công tại các xã thị trấn. Năm nay trên địa bàn huyện có 6.205 đối tượng thuộc diện tổ chức thăm tặng, hỗ trợ và nhận quà dịp Tết Nguyên đán Sắp Thìn, gồm người có công với cách mạng và thân nhân người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chúc thọ, mừng thọ, hộ nghèo khó khăn về lương thực. Ngoài ngân sách của hỗ trợ của tỉnh, của trung ương thì chúng tôi cũng đã kêu gọi xã hội hóa. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có rất nhiều đoàn đăng ký hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc của huyện Mèo Vạc, đặc biệt là các cái hỗ trợ cho các hộ nghèo để có ai cũng có Tết, ai cũng có được đón Tết, một cái Tết ấm áp. Với quyết tâm nhà nhà có Tết, người người có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau, huyện Mèo Vạc và các cơ quan ban ngành đoàn thể phấn đấu tặng 5.000 suất quà Tết, trị giá mỗi suất quà từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng cho các đối tượng. Các cái đoàn từ thiện cũng như là các cái cá nhân, đặc biệt là các tổ công tác phụ trách xã và cán bộ công chức xã và công chức viên chức trên địa bàn xã là đóng góp để cho các cái hội dân ai cũng có cái Tết trong đó, cái Tết mở năm mới trong năm 2024 đảm bảo 100%. Với đặc thù là huyện vùng cao biên giới, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn. Mặc dù kinh tế xã hội của địa phương đã có nhiều chuyển biến, song tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Thấu hiểu khó khăn đó, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 đã có rất nhiều tổ chức từ thiện đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo và các em học sinh. Toàn huyện đã tiếp nhận tiền mặt, hàng cứu trợ của các tổ chức cá nhân, tổ công tác và các đoàn từ thiện với số kinh phí trên 40,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 36,7 tỷ đồng ủng hộ bằng vật chất, nhu yếu phẩm và trên 4 tỷ đồng tiền mặt kịp thời chia sẻ đến đồng bào. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền rồi, hôm nay có đoàn từ thiện đến tặng quà, tôi rất vui. Các phần quà của đoàn sẽ giúp gia đình vơi bớt khó khăn, đón Tết đầm ấm hơn mỗi năm. Xin cảm ơn đoàn thiện nguyện rất nhiều. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, Tết này bà con được đón xuân trong không khí vui tươi, đầm ấm và đủ đầy. Sáng ngày 1 tháng 2 đã diễn ra lễ tổng kết kỳ thi nâng ngạch công chức, thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, chủ trì cuộc họp. Kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Hà Giang diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 với tổng số 58 thí sinh tham dự. Các thí sinh trải qua hai nội dung thi là thi môn kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết. Đánh giá cho thấy các đồng chí thành viên hội đồng thi, ban giám sát, các ban tổ thư ký giúp việc của hội đồng thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và minh bạch. Cơ quan thường trực hội đồng thi là ban tổ chức tỉnh ủy đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Trong quá trình tổ chức thi không để xảy ra sai phạm đối với cán bộ và thí sinh dự thi. Kết luận cuộc họp, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đánh giá các thành viên hội đồng thi, ban giám sát, thành viên các ban tổ thư ký giúp việc của hội đồng đã nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện để kỳ thi diễn ra thành công. Đồng chí yêu cầu tổ thư ký giúp việc khẩn trương hoàn thành báo cáo danh sách thí sinh trúng tuyển, đề nghị thường trực tỉnh ủy phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, tiếp tục rút ra các bài học kinh nghiệm để các kỳ thi tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Mê đã tổ chức lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương năm 2024. Trong đợt này, huyện Bắc Mê đón nhận 60 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Sư đoàn 316, Quân khu 2 và Trung đoàn 877, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang trở về địa phương.
Sau 2 năm huấn luyện, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện xuất ngũ. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bắc Mê biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả của quân nhân đạt được sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị và chỉ đạo các đơn vị giải quyết đầy đủ các chính sách của quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Đồng thời mong muốn quân nhân khi trở về địa phương tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến, sẽ là những công dân gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, bằng những kiến thức quân sự đã được học tập, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng an ninh ở địa phương, tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng mạnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Nhân dịp này, huyện Bắc Mê đã trao tặng quà cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương. Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường hoa cây cảnh tại huyện Bắc Quang trở nên sôi động. Người dân đi mua hoa cây cảnh về trang trí Tết đông hơn. Giá cả các loại hoa cây cảnh cũng tương đối ổn định. Mặt hàng hoa cây cảnh phổ biến vẫn là các loại truyền thống như đào, quất cảnh, hoa ly, hoa hồng. Giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi cây đào 1 đến 2 năm, 1 triệu đến 3 triệu đối với đào 3 đến 4 năm. Còn quất cảnh tùy loại, tùy thế cây mà có giá từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng. Những người kinh doanh hoa cây cảnh cho biết năm nay sức mua của người dân tăng hơn so với mọi năm và giá cả cũng ổn định hơn. Trải qua đợt mưa rét kéo dài, hiện nay thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên, bởi vậy hoa đào nhuận sắc hơn mọi năm, giá cũng tăng nhẹ so với những năm trước. Với thị trường hoa cây cảnh sôi động, Tết Giáp Thìn năm nay người dân huyện Bắc Quang đang có nhiều lựa chọn. Thời tiết ấm áp cũng là điều kiện thuận lợi để mọi người chọn lựa mua sắm sản phẩm hoa cây cảnh phù hợp đón Tết cổ truyền đầm ấm yên vui. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đã được các doanh nghiệp tiểu thương chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cung ứng cho thị trường với giá cả ổn định. Sức mua trên thị trường cũng bắt đầu tăng, nhất là ở khu vực đô thị. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Hà Giang. Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống, trong năm 2023, công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được kiểm soát tốt, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Nên vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, các mặt hàng như thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá khá dồi dào, có thể cung cấp đủ cho thị trường trong tỉnh. Qua khảo sát, hoạt động mua bán hàng hóa tại các chợ bắt đầu diễn ra sôi động. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn khá ổn định. Cụ thể, thịt lợn đen có giá từ 120 đến 150.000 đồng một kg, thịt lợn trắng 110 đến 130.000 đồng một kg, thịt bò 200 đến 250.000 đồng một kg, thịt gà có giá từ 120 đến 160.000 đồng một kg, cá các loại từ 70 đến 100.000 đồng một kg. Ngày nào tôi cũng đi chợ nhưng mà tôi thấy là các mặt hàng giá nó cũng vẫn xem như mọi ngày. Tết thì không khí Tết thì rộn ràng lắm rồi nhưng mà các mặt hàng thì gần như là không tăng giá. Vào những ngày sát Tết này thì mọi người mua thịt để làm lạp sườn thì nhiều hơn nhưng mà giá cả thị trường thì không tăng. Lượng thịt của Hà Giang thì cung cấp đầy đủ lượng thịt thì ngon, đảm bảo chất lượng. Tết Nguyên đán năm nay thời tiết thuận lợi, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, rau củ quả rất dồi dào, chủng loại đa dạng, giá có tăng nhẹ so với ngày thường. Tại các chợ, lượng hàng tăng khoảng 30% so với ngày thường, sức mua cũng đã tăng cao. Cụ thể, rau củ các loại khoai tây, hành tím, bí xanh, cà chua có giá từ 15 đến 20.000 đồng một kg, gạo tẻ ngon có giá từ 180 đến 250.000 đồng một kg, tỏi, hành có giá từ 50 đến 70.000 đồng một kg, cam có giá từ 15 đến 20.000 đồng một kg, táo, ổi từ 20 đến 30.000 đồng một kg. Mua sắm ngày này thì nói chung để mà so sánh với mấy năm trước thì đã hơi kém hơn nhưng mà cũng chưa thể đánh giá cụ thể được. Thì là cũng có thể là vài hôm nữa cận Tết thì người dân sức tiêu thụ đã tốt hơn. Người hy vọng bà con mua sắm càng nhiều mình càng mừng. Để bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu và đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, từ nay tới Tết Nguyên đán, các ngành chức năng đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Một số siêu thị cũng có kế hoạch mở cửa xuyên Tết nên nguồn hàng cung cấp ra thị trường không bị gián đoạn. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập địa chỉ website hagiangtv.vn hoặc kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.